À, xin chào các bạn. À, từ đầu giờ các bạn xem múa lần chứ chưa bao giờ các bạn xem múa chó phải không? Hôm nay là chó lông xù của Nhật Bản sẽ múa chó cho các bạn xem nha. Múa chó còn hay gấp ngàn lần múa lần nữa. Nhưng mà ngứa đây gãi cái này. Ngứa gì đâu mà ngứa hello luôn à. Chùm lại nó đứt nội mà ngứa khói múa. Ta ngồi xuống. Ngồi xuống tắt để ngứa biết. Đây, bây giờ chuẩn bị nha. Các bạn xem múa chó này nè, nó lắc lắc lư lư rồi đấy. Ấy, cũng múa như lanh luôn. Tính lên à, đầu lắc qua lắc lại lắc tới. Cũng bay lên bay lên đây. À ơi, khó bay nha. Ơi, múa chó đẹp. Đẹp chi? Ấy, như lăn nè. Hai tao múa nè, tao cũng múa được chi. Đi tới đi lùi. Yeah. Ôi. Vừa đi vừa gắt ngáp, vừa lên le cũng đẹp.